ba cây rồi, còn cây nữa là xong nữa rồi. Đặt cái miễu luôn nè, miễu này đang cái cầu luôn rồi, kế bên luôn rồi. Miễu này miễu bà nha bạn, người dân xung quanh đây nó miễu bà nha. Xưa là lâu lắm rồi, lâu đời. Cây này là sát miễu luôn nè bạn, sát miễu luôn nè. Sát cái miễu luôn. Trên có dây điện nữa các bạn, dây điện cao thế nữa các bạn. Trời mưa mới tạnh nha các bạn. Sẽ đang di chuyển cổng. Đúng rồi. Đúng anh chị bây giờ. Năm à, không hiểu à.
rác cái miễu luôn các bạn, khó đóng nha. Người ta cũng chứng kiến rồi các bạn, cái trình bày do miễu này mấy chục năm rồi đó. Nghe chú ở đây nói có hình tượng gì giống không chú? Linh không? Miễu này xưa Linh không? Linh dưới không rồi đó Linh không? Thank you.
Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi, hết rồi các bạn, tắm đã xong rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ nha, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho mọi người cùng xem nha các bạn.